mùi, có mùi. Đêm hôm ấy anh đi đâu? Bây giờ mời Nguyên Cáo. Nguyên Cáo lại là em. Ôi em không ngờ em lại làm. Em không ngờ em có thể gặp những cái chuyện nó drama đến như vậy. Em tưởng cuộc đời của em nó chỉ gặp những cái câu chuyện vui thôi. Ai ngờ sau một khoảng thời gian em trải qua rất nhiều drama, trong đó có câu chuyện này. Đêm hôm đó anh đi đâu? Đến bây giờ em vẫn hỏi câu hỏi đó. Tới thời điểm bây giờ em sẽ kể câu chuyện trước. Ok, em kể bớt drama được không? Được, em sẽ kể một cách hài hước này. Không không hài hước, nhưng mà em sẽ kể rất bình thường thôi, tại vì cái chuyện nó cũng qua rồi. Ok. Thì cái hôm đó cũng như thường lệ, em với cái người yêu của em nhắn tin với nhau. Thì lúc đó khoảng 8 giờ thôi, thì bỗng nhiên người yêu của em nói là bây giờ anh phải làm việc. Nhưng mà thật sự mà nói thì cái công việc bình thường của ảnh á, thì không có kiểu như là buổi tối bận để làm một cái việc gì đó quá đâu. Thì em ok, anh làm hay gì đó, mà tự nhiên anh im luôn. Có nghĩa là anh tự nhiên cái thấy ảnh online bao nhiêu phút trước. Mà bình thường á, bạn trai em có làm việc á thì vẫn để online, nhưng mà chỉ không nhắn tin thôi. Nhưng đây là kiểu giống đi ra ngoài luôn đó, và không có bật 3G, không bật wifi đó. Đã đăng xuất. Dạ, giống đã đăng xuất đó, thì online bao nhiêu phút trước. Thì em tự nhiên có một cái linh cảm gì đó, em cảm thấy khó chịu trong người quá. Gọi điện. Em gọi điện không bấm máy. Em gọi rất nhiều cuộc luôn. Em gọi, em vừa gọi mà em vừa nhắn tin luôn. Không trả lời. Tức quá mà. Có một linh cảm gì đó. Anh ấy không ở nhà. Em linh cảm là anh ấy không ở nhà. Em qua tới tận nhà luôn. Không đâu anh. Sao em biết không, không có ở nhà? Nhà thì từ từ cái khúc sau mới thấy. Anh xin lỗi, anh hơi vội. Dạ, anh vội vàng quá. Xong rồi sau đó em mới gọi được một cuộc mà anh tắt máy bận. Sau một hồi anh không bấm máy thì anh đã cầm cái điện thoại, anh tắt máy bận rồi. Là đã có cầm điện thoại, tại sao không nghe? Lý do gì không nghe ở đây? What? Lý do gì? Lý do gì? Lý do gì? Dừng lại đi, bây giờ hỏi lý do gì nè. Lý do gì? Rồi, từ tiếp. Ủa tiếp luôn hả? Tiếp luôn. Vô. Xong rồi sau đó tắt máy bận. Không nhắn tin luôn. Cái em nói nè, bây giờ tự nhiên em có linh cảm phải. Tại vì bình thường nếu như mà ảnh đi khuya á, ảnh sẽ gửi xe ở cái người bạn thân của ảnh. Em nhắn tin cho anh bạn thân liền. Em phải chọn đầu liền. Đúng. Anh ơi, anh đã đó, tên người yêu em về chưa anh? Em lo quá. Thì cứ nói kiểu giống như là mình biết người đó đi rồi vậy đó. Anh mới nhắn là vừa mới về tới nơi nè em. Em chờ 5 phút sau là người đó online liền. Là về tới nhà rồi đó. Okay. Em chờ. Em không gọi nữa, em chờ. Cái sau anh nó nhắn tin cho em trước. Nãy giờ anh mới làm xong việc đánh răng rửa mặt xong rồi, bây giờ lên phòng ngủ nè. Rõ ràng là nói dối. Dấu gì? Nãy giờ anh đi ra ngoài và anh nói dối là anh làm việc. Sau đó thì anh âm thầm anh lấy xe anh đi. Và khi anh về, trong quá trình anh đi, anh không nghe điện thoại của em, không nhắn tin với em. Bao lâu? Khoảng 2-3 tiếng gì đó. Cũng lâu. Từ 8 giờ cho đến lúc 11 giờ, 11 giờ hơn hay là 12 giờ kém gì đó. Và không có ý định là muốn nói chuyện với em. Không nghe máy, em gọi điện. Em gọi điện, em muốn nói rõ ràng. Gọi điện thì tắt máy bận, nhắn tin đi. Tại vì khuya rồi. Thì sau đó em mới tức quá, em mày gọi cho bằng được. Nhưng mà không nghe quá. Thì thôi em nhắn tin cãi nhau qua lại. Em nói là em đã biết rồi, anh đi ra ngoài chứ không phải anh ở đây, tại sao phải nói dối em? Anh đi đâu, anh đi với ai, tại sao anh phải nói dối em? Em chỉ muốn biết là anh đã đi đâu và anh làm gì thôi. Anh không nói, anh nói cái đó là chuyện của ảnh, đó là chuyện công việc riêng tư của ảnh. Sau đó thì em không chấp nhận được cái chuyện riêng tư ở đây. Tại vì cái này nó mờ ám chứ không phải là riêng tư nữa anh. Em đâu có chen vào cuộc sống của anh, em đâu có bắt là anh phải dẫn em đi, hay em đâu có bắt buộc là anh phải nói địa điểm là này kia đâu. Em chỉ muốn hỏi là anh đi đâu vậy. Rồi, cuối cùng là anh đã có nói không? Lý do là không, đi đâu cho lắm. Đến tận khi chia tay cũng không hề nói cái ngày hôm đó đi đâu. Và em lúc mà sau khi cãi nhau thì em nói là, tại lúc em tức quá em nói là thôi anh im đi. Em nhắn tin thôi, nhưng mà cái thái độ em rất là tức. Em nói thôi anh im đi, im luôn. Có khi nào đấy có... người ta rất ngoan về bạn đấy. Đấy, ngoan lòng thờ lời ấy, mà bạn ấy vẫn giận là sao? Mình đưa ra cái vấn đề là liệu là bạn trai của Gia Linh có tội hay không? Tội. Vì một cái chuyện nhỏ như vậy mà không nói thẳng, không nói ra một cái... Không có nói ra được là bây giờ những cái gì khác anh nói láo em. Đúng không? Nhưng mà bây giờ em tính gì được nữa? Và có khi là đàn ông cũng suy nghĩ là tại sao lại người này mà yêu mình
không có tin tưởng mình được. Sao là người này mà yêu mình thì phải theo dõi từng bước mình đi? No, không phải là theo dõi, mà giống như bây giờ mình có một cái courtesy, em đi đâu thì em cho anh biết, anh đi đâu thì cho em biết, mà nếu mà anh không cho em biết thì em cũng chẳng cho anh biết. Nhưng mà chỉ khúc đó thôi mà. Đó. Chỉ 2-3 tiếng thôi mà, tại vì có nhiều khi người ta có chuyện riêng mà chị có thể không thể nghĩ tới luôn. Stress quá hay gì đó. Không biết lý do tại sao không nói được. Tại sao mà stress quá mà có thể kể cho em là rửa mặt được. Và nếu mà nói ra thì nói là không muốn nói thẳng ra là em đang làm cho anh stress. Riêng về cái lời nói dối ban đầu của chàng trai đó thì có thể chấp nhận được. Đôi khi người ta có những cái khó riêng của người ta, những cái suy nghĩ riêng của người ta không muốn chia sẻ với cái người bạn gái của mình lúc đó là có. Thì anh sẽ nói dối em lúc đó, cho nên cái lời nói dối ngay lúc đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà sau đó em muốn được nghe cái lời giải thích nhưng mà anh từ chối luôn, anh không nói cho em biết thì cái đó là không được. Nếu mà chỉ nói về riêng sự cố đó thì có thể chấp nhận được. Dạ. Nếu riêng cái đó thôi nha. Nếu mà cộng lại nhiều sự cố sau đó, rồi có thể là tổng cộng những sự cố đó có thể không chấp nhận được. Ok, Agari chấp nhận được hay không? Giống như anh là có thể chấp nhận được. Buzi. Giống như Agari. Rồi em là cái bắt cầu hả? Linh giống như Shinsuke. Shinsuke chưa nói gì mà chị. Tôi chỉ hỏi chấp nhận được không, chấp nhận được hay không? Shinsuke không hiểu. Ok. Theo bọn cô nghĩ á, thì trong tình yêu thì cái mà quan trọng nhất á, nó là cái lòng vị tha, chứ không phải là cái sự chất vấn hay là cái sự mà anh phải hơn em hay là anh phải xin lỗi em hay là em phải chấp nhận anh hay là như thế nào đó. Mà là chính là cái lòng vị tha. Nhiều khi mình suy nghĩ thoáng đi, mình kệ đi, muốn làm gì làm, thì nhiều khi người ta sẽ, thì mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn và người ta cũng cảm thấy là thoải mái hơn và người lên, ta lên, chính lên, vì lên, cái điều không như vậy. Thiếu gì con trai mà sao em phải kiếm một người làm cho em khổ? Thôi. Rồi sao? Không con trai thiếu gì mà sao mình đi. Rồi. Con trai đầy đủ. Nói chung là cái tình huống này nó vẫn chưa có gì rõ ràng hết, cho nên rất là khó để mà chốt vấn đề. Thôi thì như Bảo Cun nói là mình nên vị tha, mình nhắm mình bỏ qua được, mình bỏ qua. Còn nếu mà không bỏ qua được chuyện đó thì bỏ qua luôn bạn trai. Ok, là mình bỏ qua. Nói xạo để vợ không buồn. Ai có vợ rồi? Đây? Ai có vợ rồi? Ai có vợ rồi? Sasuke. 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 Yeah. Shinsuke. Shinsuke nói sao rồi? Nói nhiều sao rồi? Nói sao nhiều rồi. Nhưng Shinsuke suy nghĩ có hai loại. Sao tốt và sao không tốt. Sao tốt và sao không tốt. Đúng. Nên sao làm sau làm tổ từng bạn gái thì đây là sao không tốt, tốt. Sao không tốt. Còn sao mà là bạn gái vui. Sao tốt là gì? Shinsuke ngẫu nhiên gặp người yêu cũ. Ngẫu nhiên gặp người yêu cũ. Thì Shinsuke đi ăn trưa với cô ấy. Sau đó, bố của Shinsuke hỏi Shinsuke ăn đi chưa bởi ai thì Shinsuke trả lời là Shinsuke ăn chưa một mình. Vì Shinsuke muốn không muốn bồ bồn và lỗ lắng ghen tức giận. Nên Shinsuke yêu vô. Nên đây là sao tốt. Shinsuke suy nghĩ đây là sao tốt. Nhưng mà sau đó là vợ có biết hay không? Bởi vì yêu vợ. Không biết. Chắc là không biết. Xem chương trình này sẽ biết. Xem chương trình này sẽ biết. Shinsuke sẽ ngủ khách sạn cả tháng. Nhưng mà may ra là vợ muốn xem chương trình này. Tại sao đi ăn trưa với bạn gái cũ? Tại biết tại sao không? Tại vì ở kế bên Shinsuke là có cuốn sách là đừng bao giờ đi ăn trưa một mình. Tặng cuốn sách cho Shinsuke đi. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Đúng cuốn luôn. Đi ăn một mình. Đi ăn một mình. Đừng bao giờ. Ok, đi bao giờ ta wrong. Ok. Mà để Vanessa hỏi á, nếu mà vợ đi ăn với lại người yêu cũ có được không?
Một lần thôi. Được, một lần thôi. Một lần thôi, được. Một lần thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà hai người yêu nhau thật sự, nếu mà hai người tin tưởng nhau thật sự thì tại sao lại phải nói dối? Sợ vợ buồn. Nếu mà hai người yêu nhau hả? Sợ buồn. Sợ vợ buồn. Nhưng mà cái vấn đề này là vợ buồn trong một khoảnh khắc, vợ buồn trong một khoảnh khắc, nhưng mà sẽ vui vì biết là chồng tin cậy mình, bởi vì có thể cảm thấy rất là an tâm là chồng sẵn sàng để nói với mình khi mà chồng đi ăn trưa với bạn gái cũ. Đúng rồi. Không? Các bạn nữ. Đúng rồi, chứ em nghĩ mà nếu mà để mình nói dối cho vợ không buồn mà vợ biết được là vợ buồn hơn. Đúng rồi. Trước khi cái chương trình này phát sóng anh thú thật đi. Đúng rồi. Thì anh thú thật rồi đó. Đúng rồi. Đi ra, tối nay đi nói à. Bye bye. Đúng rồi, lấy cái sách này nè. Vậy em suy luận lại đúng chắc bạn trai em đi với người yêu cũ á. Cái chuyện quay lại luôn hả? Cái chuyện em quay ngược lại luôn hả Linh? Chắc là ăn tối đêm quá hả? Em quay bánh xe thời gian lại luôn hả? Giờ em mới nghĩ nè, tự nhiên cái câu chuyện này ráp vô câu chuyện của em nó hợp ghê. Chắc đi ăn với người yêu cũ nè. Thôi thì không chấp nhận nữa đúng không? Việt Nam. Em nghĩ là cái lời nói xạo đôi khi nó cũng có cái ý tốt của nó. Nói xạo làm sao mà miễn là mình không có cái ý xấu là được. Nếu như mà mình nói xạo làm vợ tổn thương hoặc làm bạn gái mình tổn thương thì chắc chắn điều đó là cái điều không nên. Mình phải rõ ràng từ ban đầu, đúng không ạ? Nhưng